Chào mừng tất cả các bạn, hôm nay thay mặt Chevertin, chúng mình sẽ demo về ứng dụng mạng xã hội default của mình. Ở đây chính là trang hướng dẫn sử dụng, các bạn sẽ next để vào trang login. Audio preview. Đây là trang login, các bạn sẽ đăng nhập trực tiếp vào Facebook. Như các bạn thấy, đây chính là trang điều feed của app. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy ảnh, địa điểm và content của người dùng up lên. Bạn có thể like hoặc comment. Ở đây mình sẽ demo việc like comment vào một post nào đó. Đây mình sẽ chọn post Đà Nẵng này. Mình nhấn like, kích vào ảnh. Các bạn sẽ nhìn rõ về content của app. Đấy. Chúng mình sẽ comment. Comment của mình đã hiện lên trên. Ngoài ra các bạn có thể click vào button chỉ đường để nối địa điểm bạn đang đứng đến nơi mà bài viết người dùng đã up lên. Mình sẽ demo việc nối địa điểm ngắn nhất từ nơi bạn đang đứng. Google Maps đã chỉ cho bạn nơi bạn đang đứng và nối bạn đến với địa điểm của bài post, và đây chính là Đà Nẵng. Khoảng cách khoảng 770 km và đi xe máy sẽ mất khoảng 14 giờ. Các bạn sẽ kích vào button bên trên để trở về vị trí bạn đang đứng. Mình sẽ back trở lại, trở về trang cá nhân. Các bạn có thể kích vào hình thứ hai để có thể đến trang xếp hạng. Ở đây các bạn sẽ được xếp hạng theo thứ tự like. Những bài viết nào được số lượng like cao nhất sẽ được up lên đây. Ở đây là bài viết về của mình đang được có số lượng like cao nhất. Các bạn có thể đi vào trực tiếp trang cá nhân của từng người dùng để có thể xem được những ảnh mà họ đã up. Ví dụ đây mình sẽ vào trang của Vika Lapita. Đây bạn đã nhìn thấy 4 bức ảnh mà Vika Lapita đã up. Mình sẽ thử vào trang của Vũ Vương. Đây các bạn nhìn được 5 bức ảnh của Vũ Vương đã up. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng nút search địa điểm ở trên góc trên bên phải. Mình sẽ thử demo search thành phố Vũng Tàu. Đây mình search Vũng Tàu. Search đã hiện ra cho mình bài viết về Vũng Tàu. Mình sẽ thử search Casa Cotic. Bài viết đã hiện ra Casa Cotic. Mình sẽ back trở lại màn hình new feed. Ngoài ra khi có người bình luận vào post của bạn thì sẽ hiện trên notification. Ở đây bạn Hương Gia Trần đã bình luận ảnh của mình. Mình đã thấy notification của Hương Gia Trần. Tiếp tục chúng mình sẽ demo về chức năng post bài. Các bạn sẽ click vào nút dấu cộng ở dưới thanh tab để có thể vào chức năng post bài. Mình chọn đây một hình ảnh. Tiếp tục các bạn sẽ cần phải chọn địa điểm. Đây mình sẽ chọn Hà Nội. Tiếp tục viết description. Và xong rồi, mình sẽ post bài lên new feed. Các bạn click vào hình xe ở góc trên bên phải. Bài của mình đã lên được new feed. Khi bạn muốn thoát khỏi app thì bạn sẽ click vào nút cuối cùng, nút cài đặt và kích vào hình đăng xuất để thoát khỏi app. Cuối cùng, thay mặt Chevertin gửi lời cảm ơn chân thành đến giám viên Techkit đã giúp đỡ team trong thời gian vừa qua.